Anna, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta học từ vựng Nazi Từ vựng này nằm ở phần 12 113A, nghĩa tiếng Anh là the party under Hitler. Mọi người học từ vựng và phát âm. Từ đầu tiên, đảng quốc xã. A cong lưỡi chê r. Nazi si. Sờ xe ha. Nasi. Nasi. Từ kế tiếp là đảng the A cong lưỡi chữ R nhấn âm B bạm hai môi thật chặt bật ra âm B Party The party The party, The party. Từ kế tiếp là dưới N. A cong lưỡi chữ R The Under Under Từ sau cùng là thời Hitler Hit A cong lưỡi chữ R L Hitler Hitler Vậy thì Nazi nghĩa tiếng Việt là Đảng Quốc xã, nghĩa tiếng Anh là The Party under Hitler, tức là đảng dưới thời Hitler. Mọi người cùng luyện nghe. What does Nazi mean? It means The Party under Hitler. What does Nazi mean? It means The Party under Hitler. What does Nazi mean? It means the party under It means the party under Hitler. người công luyện nói. It means the party under Hitler. 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 Thực hành nha, Rana sẽ hỏi và mọi người trả lời. Please tell me the meaning of the word Nazi. Mọi người xem lại câu hỏi và câu trả lời trước khi chúng ta qua phần ôn bài. Ôn bài học hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ flashcard. hãy điền vào chỗ trống. Mọi người hãy xem lại với đáp án. Ông bài cũ, mọi người hãy nghe câu hỏi và trả lời. What does overthrow mean? Flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ sau cùng trắc nghiệm hãy chọn câu đúng a b c hoặc d mọi người hãy xem lại với đáp án